xin chào quý bà con. Thì trong những video trước, Ngọc Lan nhận được rất là nhiều yêu cầu Ngọc Lan review về những dòng máy ép tóc viên vừa có giá thành rẻ này, lại còn tiết kiệm thời gian nữa. Thì trong video này, Ngọc Lan trở lại và đem theo cho mọi người đó chính là con máy ép tóc viên Takeo TK180. Con máy này hoạt động với năng suất như thế nào và hiệu quả của nó tới đâu? Thì mời mọi người hãy cùng theo chân Ngọc Lan nhé. Bây giờ thì Ngọc Lan đang chuẩn bị nguyên liệu để test con máy ép tóc viên Takeo TK180 cho bà con. Thì ở đây bao gồm có này, thóc, rau muống, ngô, cám. Và Ngọc Lan đã trộn sẵn theo tỷ lệ với độ ẩm là dưới là 13%. Bây giờ Ngọc Lan sẽ cùng test máy Takeo TK180 này luôn nhé. Sức vô cùng mạnh mẽ và khả năng ép cắm viên hiệu quả, thì con máy ép cắm viên Takeo TK180 này còn có một ưu điểm rất là vượt trội, đó chính là giá thành của nó rất là phải chăng. Chỉ với 9 triệu đồng là bà con có thể sở hữu ngay con máy ép cắm viên Takeo TK180 này rồi. Và hiện tại con máy này đang được bảo hành lên đến là 18 tháng. Còn motor của máy Takeo TK180 này được một đỡ một trong vòng 12 tháng, nên như có lỗi là lỗi của nhà sản xuất đó nhé. Và Ngọc Lan đã vừa chạy thử cũng như là test con máy Takeo TK180 cho bà con coi rồi. Thì với con máy như thế này, quý vị và các bạn còn thắc mắc gì hay là muốn sở hữu ngay con máy Takeo TK180 thì hãy liên hệ với Ngọc Lan qua số điện thoại hoặc là website Ngọc Lan để ngay phía dưới màn hình nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video từ Ngọc Lan nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.